xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ngay đây chính là khu vực của phần đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2. Phía trước thì đang đóng móng của trụ cầu á. Đó, đang đóng cọc móng trụ cầu. Phía trước là ngoài giáp nối với ngoài lòng sông Tiền ở nhân quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay thì mình thấy là đổ cát lên khá là cao nè. Còn đây chính là hướng đổ ra quốc lộ 57B nè. Đó, ngay nút giao phía trước là nút giao quốc lộ 57B. Thì từ cái đoạn này là cái đoạn khu vực của cái phần gói hầu số 4 theo như tìm hiểu của mình. Đó, hiện nay đổ cát lên rất là cao rồi. Cầu Gạch Miễu 2 là cầu treo dây văng nối liền hai tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre ở khu vực Tây Nam Bộ đồng bằng sông Cửu Long. Cầu Gạch Miễu 2 có điểm đầu kết nối với quốc lộ 1A và điểm cuối kết nối với quốc lộ 60 gần với chân cầu Hàm Luông. Cầu Gạch Miễu 2 cách với cầu Gạch Miễu 1 khoảng 3,8 km hướng về Hượng Lưu. Hôm nay mời quý cô chú cùng xem gói hầu số 4 là gói hầu thi công phần cầu phụ của cầu Gạch Miễu 2 ở khu vực này. Cái đoạn này thì nối với cái nút giao quốc lộ 57 nè, B nè. Thì đã lộ một cái đoạn đường rất là rõ ràng rồi. Thì hôm trước thì có một vài cái hộ dân nó chưa có dọn, thì nay cũng giải phóng mặt bằng xong luôn rồi. Đó, một đường thẳng tắp ra ngoài ngoại. Ngoài ngoại là ra tới lòng sông rồi nha. Nhánh sông Tiền bên phía mà địa phận của Bến Tre nè, với Cồn Quế Sơn. Thấy phía này chính là phía ngoài khu vực của bờ sông nè, bờ sông Tiền. Đây là một nhánh của sông Tiền, nhánh nhỏ sông Tiền. Thì phần khu vực này thì người ta sẽ thi công cái phần mà cái nhịp cầu phụ nè. Nó hiện tại đây đang đóng móng cầu ở ngoài 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 lòng sông. Thì từ bờ sông bên đây là bờ sông khu vực của tỉnh Bến Tre, Châu Thành, tỉnh Bến Tre, và nói qua bên kia là Cồn Quế Sơn. Cồn Quế Sơn là thuộc khu vực của Cồn Quế Sơn là thuộc khu vực của xã Quế Sơn của tỉnh Tiền Giang. Đó, thì từ Cồn Quế Sơn này qua với bên kia thì nó cũng có chính giữa Cồn Quế Sơn cũng có một cái nút giao để đáp xuống bên dưới địa phận của Quế Sơn. Đó, rồi từ bên xã Quế Sơn nó mới đổ qua bên xã Bình Đức của tỉnh Tiền Giang. Đó, nhánh bên kia thì nhánh kia là nhánh sông lớn, cho nên là sẽ làm cầu treo dây văng bên nhánh bên kia, cầu chính bên nhánh bên kia. Đây là nhánh cầu phụ. Đang ép mấy cái tấm thép để chắn làm cái đổ chân cầu tại cạnh mé bờ đó. Thì cái khu vực này khu vực có gói hầu ít là khu vực của gói hầu số 4 theo như tìm hiểu của mình biết là như vậy. Để coi tới phía trước được không thì sẽ chia sẻ tiếp ha. Như quý cô chú thấy đó, thì phía trước thì chuẩn bị sẵn mấy cái lồng sắt rất là nhiều luôn để chuẩn bị làm cái móng cầu. Rất là nhiều các cái lồng sắt luôn đó, lồng cốt sắt thì cốt thép thì chuẩn bị sẵn rồi đó. Đó, dài ra ngoài đang đóng cái móng cầu giữa lòng sông á. Đây là nhánh nhỏ nha, nhánh cầu phụ. Chuẩn bị rất là nhiều các cọc nè. Xin chào quý cô chú, anh chị em và các bạn nha. Đã trở lại với kênh của mình. Lời đầu tiên thì cho dấu một cái sự là chúc đến toàn thể quý cô chú, anh chị em và các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Và ở khu vực này các bạn thấy, đây chính là khu vực của xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì hiện tại ở khu vực này là khu vực đang thi công cái phần đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 bên địa phận của tỉnh Bến Tre. Và theo như tìm hiểu của mình, đây chính là khu vực của gói thầu XL04, gói thầu số 4. Thì gói thầu số 4, theo như sự tìm hiểu của mình, thì sẽ được bắt nguồn từ khu vực của nút giao quốc lộ 57B này ở phía trước. Đó, thì cái nút giao này và một phần của đoạn cầu dẫn và phần đường dẫn này ra tới ngoài khu vực của bờ sông. Đó, bờ sông này chính là khu vực của một nhánh sông Tiền, và nó chạy dài, gói thầu XL03 này chạy dài qua đến khu vực bên cầu Mỹ Sơn ở giữa. Đó, thì khu vực đó nó sẽ có là một cái nút giao để liên kết, để kết nối các phương tiện ở trên cầu Mỹ Sơn này. Đó, thì khu vực này chính là khu vực của gói thầu số 4 theo như tìm hiểu của mình. Và khu vực này, cái đoạn nhánh sông nhỏ này thì người ta sẽ làm một phần cầu phụ của cầu Gạch Miễu 2. Còn cái nhánh chính thì người ta sẽ làm bên nhánh sông lớn bên kia. Nhánh sông lớn bên kia thì nhánh lớn hơn, người ta sẽ làm cầu Dây Văn bên bển. Đó, nhánh cầu Dây Văn thì nhánh cầu chính là bên bển. Còn đây chính là nhánh cầu phụ. Thì cái cầu Gạch Miễu 2 nó đi qua hai khu vực vậy đó, một bên nhánh sông chính và một bên nhánh sông phụ vậy đó. Cũng như là sẽ có một bên là nhánh cầu phụ và một bên nhánh cầu chính vậy đó. Cầu chính thì cầu Dây Văn xây dựng hai trụ tháp bên kia. Còn đây chính là khu vực của bờ Thới Sơn nè. Cù lao Thới Sơn là khu vực của xã Thới Sơn, tỉnh Tiền Giang nhé. Đoạn này thì thi công được chút xíu rồi nè. Tới mấy bờ này là khu vực của bờ của tỉnh Tiền Giang rồi. Thấy chuẩn bị bên dưới rất là nhiều các như cái này là mấy cái cây cột, cột xi măng để đóng cừ. Thì do mình ghi âm trực tiếp, không có thời gian nên sẽ ghi âm trực tiếp luôn nha. Cho nên là sẽ bị ảnh hưởng tiếng ồn. Giờ mình sẽ đi thẳng nha. Đi thẳng hết cái khu vực của cầu Mỹ Sơn này luôn, qua bên bờ của xã Bình Đức, tỉnh Tiền Giang luôn. Bên bờ bên kia là bờ của xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đoạn này vẫn chưa có thấy có giải phóng mặt bằng gì hết. Thì theo như tìm hiểu của mình thì khu vực còn Mỹ Sơn người ta sẽ làm một cái nút giao ở khu vực này. Đó, một nút giao ở khu vực này để kết nối các phương tiện xuống bên dưới cái còn Mỹ Sơn này. Còn Mỹ Sơn, cái cù lao Mỹ Sơn này là nơi mà có nhiều cái khu du lịch miệt vườn lắm nha quý cô chú anh chị em. Nói chung là để thu hút khách du lịch nên, cho nên người ta sẽ làm cái cầu dẫn xuống bên dưới này, cũng như nút giao xuống bên dưới này nè. Thì mình đi xuống qua bên khu vực của cái nhánh sông lớn nha. Nhánh sông lớn thì người ta sẽ thi công làm cái phần cầu chính là ở bên đây. Hôm nay thời tiết hơi xấu, cũng như buổi chiều cho nên ánh sáng hơi kém nữa. Hiện tại thì bên Tiền Giang vẫn chưa thấy có giải phóng mặt bằng được gì hết trơn á. Đó, bên đây chính là khu vực của nhánh chính nè. Cái nhánh chính này là sẽ thi công cái phần cầu chính nè, cũng như là theo như mình nghĩ hai cầu trụ tháp chính nó sẽ thi công đâu đó gần đây nè. Hôm nay thời tiết hơi xấu, mới vừa trải qua một trận mưa hồi chiều nè, cho nên là cái tầm nhìn nó cũng hơi kém luôn nữa. Mình đang nâng độ cao để cho các bạn dễ quan sát, dễ nhìn thấy.
Bên trong bờ này thì các bạn thấy đó, bên trong bờ khu vực của Bình Đức nè. Đó, này trong khu vực này, khu vực của bờ của khu vực của Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và các bạn thấy đường tỉnh 870 đúng không nào? Đường tỉnh 870 là phần đường mà sau này, đường tỉnh 870 chính là phần đường sau này trở thành đường dẫn, một phần đường dẫn của cầu Gạch Miễu 2 á. Rồi bây giờ thôi mình sẽ quay trở lại nha. Tại vì cái đoạn này cũng không có thay đổi gì nhiều, cũng chưa có thay đổi gì cho nên là quay thì cũng không có cái gì đặc biệt hết, cũng chưa thấy được cái gì. Và nó từ khu vực này sẽ xây dựng cầu Gạch Miễu 2 và nó cách với cầu Gạch Miễu 1 bên dưới á. Đó, cầu Gạch Miễu 1 phía dưới á, là khoảng 3,8 km. Đó, quan sát kỹ thì quý cô chú sẽ thấy hai trụ tháp chính của cầu Gạch Miễu 1 đó. Và bên tay trái màn hình ở khu vực đó chính là khu vực của thành phố Mỹ Tho. Rồi bây giờ quay trở lại cái khu vực này nhé. Đây, khu vực là đang thi công cái phần mà cầu phụ bên địa phận của tỉnh Bến Tre nè. Giờ mình sẽ đi tốc hành lại đẳng cho quý cô chú xem nha. Thì chính giữa cái sông Tiền có cái cồn Huế Sơn này, nó cũng có một cái lợi thế, nó vừa phát triển du lịch thứ nhất, thứ hai nó cũng như nó vừa làm cho cái con sông, hai cái nhánh sông này nó nhỏ lại hơn. Thì cái việc đó, thì việc xây dựng cầu qua thì nó cũng đỡ tốn kém. Đó, cái đoạn mà các bạn đang xem này là cái đoạn của gói thầu số 4. Cầu Gạch Miễu 2 thì nó có tổng mức đầu tư là khoảng 5.175 tỷ đồng. Được đầu tư với 6 làn xe theo như tìm hiểu của mình. Và hình như là nó có chiều rộng là 20 m hay 17 m rưỡi gì đó. Với 6 làn xe hạn chế. Cái thông tin đó thì mình cũng chưa có rõ nữa nha. Thì các bạn có thể mà đọc bên dưới phần mô tả của mình, như bên dưới video thì mình có đề cập về cái phần mà thông số của cái quy mô của cầu Gạch Miễu 2 này. Đó, ở giữa lòng sông này là một nhánh sông, là một cái cầu phụ nè của cầu Gạch Miễu 2, và nhìn thẳng bên bờ bên kia chính là bờ của xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đây, nếu quan sát kỹ thì các bạn sẽ thấy được cái phần để triển khai chuẩn bị thi công cái móng cầu á. Móng cầu ở giữa lòng sông. Đây là một phần của nhánh cầu phụ. Và bên trong cũng vậy, bên trong bờ cũng đang thi công cái phần mà trụ cầu, móng của trụ cầu. Trụ cầu phụ và cầu dẫn phụ. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến vào bên trong để cho các bạn xem rõ hơn cái phần đường dẫn này nhé. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể nghe thấy điện âm thanh do mình ghi âm trực tiếp của những cái búa diesel, những cái búa này đóng làm cọc móng cầu nè. Thời tiết hơi xấu cho nên là sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh nha quý cô chú anh chị em. Đó, cái phần mà đường dẫn khu vực này của xã Phú Túc nè đã coi như nó là hoàn thiện rồi nè. Đã, mình thấy mặt bằng đã ngon lành, vì cái phần gói thầu số 4 ở khu vực của xã Phú Túc nè. Và kết nối quen vị trí này, chính là vị trí thi công cái phần mà làm cái nút giao nè, đó. Các bạn thấy đó, thì hai bên thì có làm cái đang trong quá trình lót những tấm vải địa nè, những tấm vải địa màu trắng đó, để đổ cát làm mặt bằng, làm cái nền đường các nhánh ra vào đó. Còn phía này thì còn dướng nha, dướng ngay cái hộ dân ngay phía này để làm cái nhánh bên bên đây lộ. Đây chính là khu vực của nước
cái nút giao quốc lộ 57 nè, chính là khu vực tiếp nối của gói hầu số 4 và gói hầu số 5 bên bển đó, nhánh ra vào. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp nữa nhé. Đang trong quá trình đưa cát vào để săn lấp mặt bằng. Còn phía trước cũng phía trước của cái huyện lộ gì nhỏ nhỏ nè thì cũng còn chưa giải phóng hết nha, vẫn còn một phần nào đó. Đó, vị trí này vẫn còn một phần nào đó. Sóng hơi kém do bị thời tiết xấu quá. Và các bạn cũng thấy phía trước ha, phía trước là một cái sông, qua một con sông thì theo như mình tìm hiểu hình như này là sông Ba Lai á, nó này chính là sông Ba Lai. Đoạn này cũng làm một cái cầu nhỏ nhỏ bắc qua sông Ba Lai. Và ở phía trước thì cũng chưa có giải phóng mặt bằng cho cái khu vực phía trước. Khu vực phía trước đó chính là khu vực của gói hầu số 5 luôn á. Thì gói hầu số 5 nó khá là dài, cái phần đường dẫn khá là dài. Nó từ cái nút giao quốc lộ 57 á, rồi nó chạy dài, cũng tương đối khá là dài. Và cái gói hầu cuối cùng để kết nối với chân cầu Hàm Luông á, phía trước á, là gói hầu số 6. Như vậy thì các bạn cũng đã nắm được tình hình cũng như diễn biến về tiến độ khu vực của Bến Tre về gói hầu số 4 và gói hầu số 5 đó, đang thi công những cái gì đúng không nào. Đây hay có triển khai một cái xà lan nhỏ nhỏ bên dưới để đảm nhận trong quá trình bơm cát lên nè. Chỗ nào mình thấy là bên Bến Tre chỗ nào có mặt bằng rồi thì người ta sẽ tranh thủ, các bên nhà hầu sẽ tranh thủ để mà giải phóng xử lý nền đường, nó san lấp mặt bằng, bơm cát san lấp mặt bằng. Bây giờ thì mình sẽ đảo một lần nữa trở về cái khu vực của gói hầu số 4, ngay tại khu vực của cái cầu phụ này nhé. Hiện tại thì cũng đã gần 18 giờ rồi. Gần 18 giờ chiều rồi. Nhưng mà các anh em công nhân mình thấy là vẫn đang thi công cho cái phần mà đóng cọc nha. Hôm nay là trời khá xấu quá, thấy không có rõ gì hết. Này video chất lượng hơi kém rồi. Rồi, và đây chính là những chia sẻ của mình về khu vực của gói hầu số 4 của dự án cầu Gạch Miễu 2, khu vực của xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đã ló hình dạng rất là rõ ràng về cái phần đường dẫn và phần đang thi công phần móng cầu. Thì ở cuối video này thì mời quý cô chú anh chị em cùng xem một đôi nét về những hình ảnh của đang thi công cái phần cầu phụ này nhé.
Và lời cuối video thì xin chúc quý cô chú anh chị em và các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như là có những hước video trải nghiệm cũng như nắm được những thông tin về dự án cầu Gạch Miễu 2 này. Và hẹn gặp lại quý cô chú ở những video tiếp theo nhé. Và cùng xem những hước video ở cuối clip này. Ôi, lại là căn bệnh tồn thi của cầu Gạch Miễu 1 nè. Căn bệnh này chỉ chờ xây dựng cầu Gạch Miễu 2 xong rồi nó mới hết bệnh được thôi à. Bệnh kẹt xe á các bạn. Hiện tại trên đường về thì mình đang trên đường về trên bằng quốc lộ 60, trên đường quốc lộ 60 để mà về Mỹ Tho nè, trên cầu Gạch Miễu 1 nè. Đó, đây là cảnh thường thi kẹt xe. Hôm nay là ngày 18, hình như là hôm nay thứ sáu thì phải rồi. Hôm nay ngày 18 tháng 11 đó, tối nay kẹt xe, chiều tối này kẹt xe. Giờ này lúc đâu khoảng cỡ 18 giờ đó. Thì nói chung là cầu Gạch Miễu 1 á, kẹt xe là thường lệ. Thường hay là kẹt xe vào những ngày thứ bảy chủ nhật, rồi những ngày lễ Tết vân vân đó. Bên cạnh đó thì còn kẹt vào những lúc như là xảy ra sự cố tai nạn trên đường, là bị ách tắc giao thông cũng gây kẹt nữa. Đó, rất là dễ kẹt xe trên cái cầu Gạch Miễu 1 này. Cầu Gạch Miễu 1 này thì cũng có hai cái cầu nè. Mình đang bên cầu phụ bên khu vực của Bến Tre, mình di chuyển qua cầu phụ này, sau đó đáp xuống cầu Thới Sơn đó, còn Thới Sơn rồi mình mới di chuyển lên cầu chính đó. Thì cầu Gạch Miễu 2 sau này xây dựng thì cũng sẽ có hai cái nhánh cầu như vậy đó.
Đó, giờ mình đang đáp xuống này, đây là cái phần nút giao của cái khu vực của đáp xuống cầu Huế Sơn nè. Đó, cầu Huế Sơn nó nằm, cù lao Huế Sơn nó nằm ở giữa cái nhánh sông Tiền này. Bây giờ thì mình bắt đầu mình lên cầu chính này nha các bạn. Đó, lên cầu chính thì có hai xây dựng hai trụ tháp để qua bên, từ bên mà cầu Huế Sơn chạy qua bên Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Thì cầu Huế Sơn và thành phố Mỹ Tho đều là khu vực của tỉnh Tiền Giang hết. Đó. Bên dưới đó chính là thành phố Mỹ Tho, bên bờ bên kia á, các bạn thấy đó, thành phố Mỹ Tho á. Còn phía xa xa có mấy cái đèn này kia này, họ chính giữa, ở giữa là sông á, đang chớp 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 đỏ, đổi màu xanh đỏ vàng là còn với còn Tân Long. Cầu Gạch Miễu Một là giống như là một cái tuyến đường bộ chính vậy đó, để qua địa phận được Bến Tre bắt buộc các bạn phải qua cầu Gạch Miễu Một này trên trục quốc lộ 60. Và các bạn mà bà con mà về Trà Vinh đó, Bến Tre về Bến Tre, về Trà Vinh, về Sóc Trăng, đa số nhiều người hay chọn bạn đi bằng đường quốc lộ 60 này, trên trục quốc lộ 60 này đó, qua cầu Gạch Miễu Một. Thì sắp tới khi mà xây dựng cầu Đại Ngãi á, thì sẽ kết nối các phương tiện từ Trà Vinh về Sóc Trăng hẳn luôn. Đó, thì lúc đó thì các bạn sẽ từ thành phố Hồ Chí Minh có thể về hẳn đến Sóc Trăng luôn nha. Đó. Hiện tại sắp tới cũng đang trong quá trình xây dựng cầu Đại Ngãi. Và bây giờ hiện tại thì đang xây dựng cầu Gạch Miễu 2 để mà chia luồng bớt cái lưu lượng xe cho cầu Gạch Miễu 1 này. Ở cái video này thì mình có chia sẻ cho các bạn đó. Đó, bây giờ mình xuống hết cái phần mà cầu của Gạch Miễu 1 này nè, thì đáp xuống bên khu vực của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Đây là video mình chạy trên đường cái mình thấy tình trạng vậy, sẵn có quay chia sẻ cho bà con luôn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau, và cô chú ở video sau nha.